Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, để tiếp tục rèn luyện kỹ năng cân bằng phương trình hóa học cho các phương trình có dạng tổng quát, hôm nay cô Thúy Nga, giáo viên hóa trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội, xin gửi tới các em bài toán cân bằng phương trình phản ứng khử oxit sắt FeXOY bằng khí CO ở nhiệt độ cao tạo ra sắt 2 oxit FeO và khí carbonic CO2. FeXOY cộng CO nhiệt độ tạo thành FeO cộng CO2. Như các em đã biết, khi tham gia giao thông, gặp đèn đỏ, chúng ta phải dừng lại. Đèn vàng, chờ một chút. Đèn xanh, tiếp tục đi. Thì trong cân bằng phương trình hóa học cũng tương tự. Đèn đỏ là kỹ năng cân bằng phương trình hóa học còn yếu, các em cần cải thiện. Đèn vàng là kỹ năng trung bình, các em nên cẩn trọng. Đèn xanh là thế mạnh, các em hãy tiếp tục phát huy. Trong phương trình FeXOY cộng CO nhiệt độ tạo thành FeO cộng CO2. Ở đèn xanh ta thấy số nguyên tử Fe ở vế phải là 1, vế trái là X. Vẫn chưa bằng. Số nguyên tử C ở vế phải bằng số nguyên tử C ở vế trái và bằng 1. Số nguyên tử O ở vế phải là 2 cộng 1 bằng 3. Số nguyên tử O ở vế trái là Y cộng 1. Vẫn chưa bằng. Vì thế, khi cân bằng, các em sẽ bắt đầu từ nguyên tử Fe bằng cách thêm hệ số X trước FeO. Để thăng bằng số nguyên tử C, ta chỉ cần thêm hệ số Y trừ X trước CO2 và hệ số Y trừ X trước CO. Khi đó, số nguyên tử O ở vế phải là 2Y trừ X bằng số nguyên tử O ở vế trái là 2Y trừ X. Như vậy, FeXOY cộng Y trừ X CO nhiệt độ tạo thành XFeO Y trừ X CO2. Phương trình đã được cân bằng. Ở đèn vàng, khi thêm hệ số X trước FeO, hệ số Y trước CO2 và hệ số Y trước CO, thì số nguyên tử Fe đã bằng nhau và bằng X. Số nguyên tử C đã bằng nhau và bằng Y. Nhưng số nguyên tử O ở vế phải là 2Y cộng X, khác số nguyên tử O ở vế trái là 2Y, vẫn chưa bằng. Vì vậy, để có phương trình đúng, các em chỉ cần bỏ hệ số Y trước CO, bỏ hệ số Y trước CO2 và thay bằng hệ số Y trừ X trước CO và hệ số Y trừ X trước CO2 là được. Tại sao ta lại chọn Y trừ X mà không phải là Y? Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục sử dụng phương pháp đại số để cân bằng phương trình tổng quát này nhé. Sau khi thêm X trước FeO, thì số nguyên tử Fe đã được cân bằng, nhưng số nguyên tử O vẫn chưa bằng. Và nếu thêm hệ số A trước CO2, thì hệ số trước CO cũng phải là A. Để thăng bằng số nguyên tử C, khi đó, số nguyên tử O ở vế phải là X cộng 2A, số nguyên tử O ở vế trái là Y cộng A. Và muốn thăng bằng số nguyên tử O thì X cộng 2A bằng Y cộng A. Chuyển vế ta được 2A trừ A bằng Y trừ X. Suy ra A bằng Y trừ X. Lúc này ta chỉ cần thay A bằng Y trừ X là ok. Ở đèn đỏ, khi thay FeXOY bằng Fe2O3 và thêm hệ số 2 trước FeO, thì số nguyên tử Fe đã bằng nhau và bằng 2. Số nguyên tử C đã bằng nhau và bằng 1. Số nguyên tử O ở vế phải là 2 cộng 2 bằng 4, bằng số nguyên tử O ở vế trái là 3 cộng 1 bằng 4. Nhưng ở đây thì các em đã thay đổi công thức tổng quát thành một trường hợp cụ thể. Khi đó, phương trình không còn là phương trình dạng tổng quát nữa. Vì vậy, các em hãy dừng lại để điều chỉnh nhé. Ta thay Fe2O3 bằng FeXOY để có công thức dạng tổng quát. Bỏ hệ số 2 trước FeO, sau đó thêm hệ số X trước FeO.
thêm hệ số y trừ x trước CO2 và thêm hệ số y trừ x trước CO là được. Chúc mừng các em đã có lựa chọn là đèn xanh. Các em đã có kỹ năng cân bằng phương trình rất tốt. Các em hãy tiếp tục phát huy nhé. Các bạn mà có lựa chọn là đèn đỏ và đèn vàng thì cũng đừng buồn. Hãy tiếp tục đón xem những clip tiếp theo của cô Thúy Nga vào 9 giờ tối thứ Bảy hàng tuần để nâng cấp kỹ năng cân bằng phương trình hóa học của mình lên. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube của cô Thúy Nga, quý phụ huynh và các em học sinh hãy nhấn nút đăng ký ở ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ video này cho người thân, bạn bè để giúp họ biết cách học giỏi hóa thật dễ dàng. Thúy Nga xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian quý báu ghé thăm kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.